Bản tin tiếp tục với những tin tức khác. Do gặp không khí lạnh, bão số 6 đã giảm cường độ rất nhanh, chỉ còn là áp thấp nhiệt đới. Và sáng nay thì tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng biển từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế, sức gió giảm xuống cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới thì áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ giảm xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rông, gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Trên đất liền do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay Bắc Bộ trời mưa rét, nhiệt độ cao nhất chiều nay toàn miền không quá 20 độ. Vào tối qua, dù trời không mưa to, thế nhưng các khu dân cư gần cầu Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vẫn ngập do chiều cường. Do sóng lớn kết hợp với chiều cường, nước sông Hàn dâng cao, làm hư hại hạ tầng giao thông tại các tuyến đường ở bờ Tây sông Hàn, đặc biệt là các tuyến giao thông ở khu vực cửa biển. Thưa quý vị, sau đợt triều cường dâng cao vào tối hôm qua thì tại khu vực vỉa hè, đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã bị phá nát như thế này. Theo ghi nhận vào sáng nay, vỉa hè đường Như Nguyệt đã bị hư hỏng nhiều vị trí. Gạch lát vỉa hè bị hất tung lên mặt đường, nhiều chỗ bị bong tróc nham nhở. Các vị trí hư hỏng kéo dài khoảng 200m từ phía cầu Thuận Phước về đường Trần Phú. Tối qua 19 tháng 10, sóng sông Hàn đánh liên hồi vào khu vực bờ kè vỉa hè đường Như Nguyệt. Triều cường dâng cao kết hợp với gió đẩy sóng từ biển vào khu vực cửa sông đã khiến các tuyến đường Xuân Diệu, Hoàng Tích Trí, Huỳnh Lý, Như Nguyệt ngập cục bộ. Theo người dân địa phương, tình trạng triều cường gây ngập khu dân cư là rất hiếm khi xảy ra. Trong khi đó, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thì triều cường cao bất thường đã xuất hiện suốt 2 ngày qua tại khu vực ven biển qua xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của cơn bão số 6. Nước dâng cao từ biển kết hợp với sóng lớn tràn vào bờ gây sạt lở, xâm thực nghiêm trọng tại khu vực này. Sóng biển triều cường cũng đã phá hủy nền móng, đánh sập hơn 20 hàng quán ven biển của người dân, gây sói lở nặng khu vực rừng phòng hộ của xã Lộc Vĩnh. Nhiều khu vực thấp trũng ven biển đã bị triều cường dâng cao làm ngập đường, đặc biệt tại tuyến quốc lộ 49B.